Thân mến, sứ điệp lời Chúa nhận 19 thường niên, chu kỳ 5B hôm nay, mặc khải cho biết điều kiện để theo Chúa. Muốn làm những đệ Chúa, phải hy sinh phục vụ như người. Vì người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến mạng sống cứu chuộc muôn người. Và hôm nay cũng là ngày khánh nhật truyền giáo, giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Việc loan báo tin mừng là bản chất của hội thánh, là trách nhiệm của mọi Kitô hữu. Mỗi người chúng ta có bổn phận làm tông đồ rao giảng đạo Chúa, vì hệ quả của bí tích thánh tẩy đem lại cho những người lãnh nhận. Và hơn nữa, lãnh nhận bí tích thánh sức, mỗi người trở nên những chứng nhân kiên cường, làm chứng cho Thiên Chúa và đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin cho mọi người chúng ta ý thức về bổn phận và trách nhiệm xây dựng hội thánh, để mọi người có lòng nhiệt thành, tông đồ trong việc làm chứng cho Thiên Chúa bằng đời sống phục vụ, hy sinh như Thầy Chí Thánh Giê-xu, cho danh Thiên Chúa được cả sáng. Mọi người nhận ra Thiên Chúa tình yêu qua đời sống chứng nhân của mỗi một người chứng nhân. Với những tâm tình của người môn đệ, của người chứng nhân, giờ đây kính mời cộng đoàn đứng cùng ca đoàn hát ca nhập.
Những bạn có micro cầm micro lên hát to lên, bạn pin đâu rồi? To lên nha. Chúng ta sẽ hát thật là tâm tình nhé, cùng đặc biệt cho bà cố nha không? Chúng ta sẽ đặt dấu như vậy. Nhân dân cha, bà con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con chúng con nhớ thời sự.
cầu nguyện rất đặc biệt cho bà cố và cũng xin chia vui với thầy nha. Rồi bây giờ anh quan tâm đến chị hơn. Tuần sau chúng ta sẽ kết thúc tháng hoa nên chúng con sẽ đi nhận sớm để hát bài Đức Mẹ nhé, bài để kinh hoa của Đức Mẹ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hai người con ông Zebede là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, người môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong hành trình thi hành sứ vụ mà Đức Giêsu trao phó, mỗi Kitô hữu chúng ta đều được mời gọi hãy sống khiêm tốn và phục vụ anh chị em mình. Trong bài tin mừng hôm nay, hai anh em là Giacôbê và Gioan đến xin Đức Giêsu rằng: Xin cho hai anh em chúng con một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Rõ ràng, hai môn đệ này muốn làm thủ lãnh, muốn là người đứng đầu để cai trị người khác. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã ân cần nói với họ: Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người. Có lẽ lời khuyên của Thầy Giêsu đã làm họ phật lòng, bởi vì những gì Ngài nói trái ngược với suy nghĩ và ước vọng của họ. Dường như ước mong muốn làm đầu, muốn có chức có quyền để cai trị người khác là tâm lý chung của con người, không riêng gì hai anh em Giacôbê và Gioan. Vì người làm đầu có quyền sai khiến cấp dưới, được người khác cung phụng. Là con người, ai cũng muốn làm ngôi sao vằng vặc giữa trời cao, còn hơn làm đom đóm lập lòe trong bụi cỏ khô. Bởi thế mà chúng ta không ngừng phấn đấu, cố tìm mọi cách để với cho bằng được cái nhất, muốn cao hơn người, cho dù phải đứng trên vai người khác. Tuy nhiên, đó là hệ lụy mà chắc hẳn Đức Giêsu không muốn nhìn thấy nơi các Kitô hữu. Ngài muốn mỗi người chúng ta hãy hạ mình để phục vụ anh chị em xung quanh mình. Hạ mình thấp hơn để phục vụ tha nhân là con đường nên thánh của mỗi Kitô hữu. Noi gương Thầy, các Kitô hữu chúng ta hãy sống khiêm hạ và phục vụ để làm đẹp lòng Chúa và làm đẹp lòng tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống khiêm hạ để phục vụ người khác như lời Chúa đã dạy chúng con. Amen.